Nằm mơ thấy bắp ngô điểm gì? Nằm mơ thấy bắp ngô là điểm gì bạn có biết không? Ngô là một món ăn quen thuộc và ưa thích của nhiều người, nó phổ biến và bạn có thể nhìn thấy thường xuyên. Tuy nhiên, nếu đêm qua bạn chiêm bao thấy bắp ngô thì hãy thử cùng tìm hiểu ý nghĩa giấc mơ và những con số liên quan tới giấc mơ này cùng sổ mơ đánh đề nhé. Nhìn chung giấc mơ thấy ăn bắp này điềm báo thể hiện sự tiến triển trong công việc làm ăn. Nếu bạn đã kết hôn, có thể trong thời gian tới bạn sẽ có tin vui về đường con cái. Mơ thấy ngô luộc mang điềm báo thời gian tới bạn sẽ cần sự giúp đỡ từ người khác về chuyện tài chính, tiền bạc. Bạn vì kinh doanh mà thiếu tiền chứ không phải tiêu xài hoang phí. Bạn mơ thấy nhiều bắp ngô, giấc mơ này có nghĩa là những hy vọng tha thiết trong lòng bạn bấy lâu sẽ được thực hiện một cách viên mãn. Mơ thấy cánh đồng ngô vàng rực, dự báo hy vọng của bạn sắp sửa thành hiện thực. Bạn nằm mơ thấy ngô nếp giống như một sự ngụ ý đến sức khỏe của bạn. Giấc mơ này muốn nhắc nhở bạn cần chăm sóc bản thân mình hơn. Mọi người cần lên kế hoạch dành cho công việc, đảm bảo có sự điều chỉnh để có thể chăm sóc bản thân được tốt hơn. Theo các chuyên gia giải mộng giấc mơ, khi bạn mơ thấy chồng ngô thì xin chúc mừng, đây là giấc mộng mang đến may mắn tốt lành. Thời gian tới bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội trong công việc hoặc những dự án kinh doanh của bạn sẽ có những bước đầu thuận lợi. Nếu bỗng dưng đang ngủ mà nằm mơ thấy cây ngô thì điều đó cho thấy bạn đang có nhiều thay đổi trong tư duy và phát triển theo chiều hướng tích cực. Khi bạn mơ thấy chiêm bao mình đi mua ngô thì đây là điềm báo cho biết bạn đang bị người khác biến thành trò tiêu khiển hoặc bạn đang bị người khác lợi dụng danh tiếng để làm chuyện xấu. Nếu bạn nằm mơ thấy ăn bắp nướng thì đây là điềm báo cho thấy bạn là một người tốt bụng. Bạn đang giúp người khác đạt được ước mơ của họ trong tương lai. Mơ thấy mình ăn bắp rang là điềm báo bạn đang gặp khó khăn về mặt tài chính và đang tìm sự giúp đỡ. Bạn đang có khá nhiều dự định cũng như kế hoạch cho tương lai nhưng lại không đủ tiềm lực về kinh tế. Nếu trong giấc mơ bạn nhìn thấy hạt ngô thì xin chúc mừng nhé. Bạn sắp đón nhận tài lộc viên mãn đầy đủ đấy, bởi hạt ngô mang đến sự ấm no và hạnh phúc. Nằm mơ thấy nhiều hạt ngô, điều này báo hiệu một sự tăng trưởng tích cực. Nếu trong giấc mơ bạn nằm mơ thấy mình được ăn nhiều hạt ngô thì giấc mơ này thường tượng trưng cho sự phát triển một cách tốt đẹp của cuộc sống. Còn đối với trường hợp mơ thấy hái trái bắp thì có ý nghĩa như thế nào? Bạn nằm mơ thấy mình hay người khác đi bẻ, hái những bắp ngô vàng ươm thì giấc mộng này mang ý nghĩa thành quả bạn nhận được, những kết quả có được sẽ vượt ngoài mong đợi và dự định của bạn. Mơ thấy bắp ngô đánh con gì, số mấy? Nằm mơ thấy cây ngô bị cháy nên đánh số 63, 95. Chiêm bao giấc mơ thấy cây ngô ra hoa nên đánh con 17, 68. Chiêm bao thấy bẻ bắp ngô nên đánh số 53, 38. Chiêm bao thấy cây ngô bị héo chết nên đánh con 10, 01. Chiêm bao thấy cây ngô ra một bắp nên đánh con 06, 12. Chiêm bao thấy cây ngô ra nhiều trái thì đánh 07, 24. Chiêm bao thấy bắp ngô vàng nên đánh số 05 hoặc 64. Chiêm bao thấy chuột leo trèo cây ngô nên chọn số 79, 92.